Victor Vũ không ngại đụng độ Trấn Thành, lý do là gì? Lộ thời điểm siêu mẫu Thanh Hằng tổ chức đám cưới. Bị hỏi chuyện hủy theo dõi Thùy Tiên, chủ tịch NaWatt nói thẳng một điều. Học trò bị chê trịch thượng vì liên quan Mai Ngô, Hương Giang nói gì? Lâm Khánh Chi nói gì khi được khuyên đừng sửa nữa? Trùy Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân cứu bản phim mới thế nào? Lưu Diệc Phi đón tin vui hậu tái xuất màn ảnh. Xuân Ngọc xin chào tất cả quý vị đang quay trở lại cùng với chương trình giải trí iBiz. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu khám phá những tin tức giải trí nổi bật có trong chương trình ngày hôm nay. Victor Vũ không ngại đụng Trấn Thành, lý do là gì? Trở lại sau một thời gian vắng bóng, nam đạo diễn Victor Vũ đã nhận về nhiều ý kiến ở phim điện ảnh Người Vợ Cuối Cùng, phim thuộc thể loại cổ trang tâm lý, tình cảm, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Hồ Oán Hận của tác giả Hùng Thái. Và đáng nói nha, thời điểm này còn có dự án phim Đất Rừng Phương Nam do Nguyễn Quang Dũng đạo diễn và Trấn Thành sản xuất cũng sẽ được công chiếu. Về điều này, khi được truyền thông hỏi liệu có áp lực khi phải cạnh tranh với một dự án phim khác không, nam đạo diễn Victor Vũ đã thẳng thắn như sau. Tôi rất là sợ các từ cạnh tranh, đối thủ. Khi mà nói về các phim Việt, thị trường phim ảnh của chúng ta vẫn còn rất nhỏ và đang phát triển. Nếu có những tác phẩm đề cao nét đẹp văn hóa, đời sống của Việt Nam thì đều đáng ủng hộ. Nhà phát hành cũng đã phân tích và chi thời điểm phát hành hợp lý. Tôi nghĩ phim Việt nào mà có doanh thu cao cũng là điều đáng mừng. Người Vợ Cuối Cùng lấy bối cảnh thế kỷ 19 của Việt Nam, xoay quanh cuộc đời của Linh, tức là Cây Tây Nguyễn thủ vai, một phụ nữ chân quê xinh đẹp nhưng lại có số phận truân chuyên. Phim không đi theo thể loại tâm linh, trinh thám như tiểu thuyết mà tập trung vào tâm lý, tình cảm của nhân vật chính. Khi mà cô tìm thấy tình yêu của mình là một chàng trai quê, lúc bấy giờ thì Linh đã bị gả làm vợ lẽ cho quan tri huyện. Bạn nghĩ sao về dự án này? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình để Abyss được biết với nha. Lộ thời điểm siêu mẫu Thanh Hằng tổ chức đám cưới. Tiếp tục cập nhật những diễn biến liên quan tới đám cưới của Thanh Hằng, theo nhiều nguồn tin Ibis có được thì nữ siêu mẫu sẽ lên xe bông vào cuối tháng 10 năm nay đó nha. Theo đó thì chồng sắp cưới của cô nàng cũng là người hoạt động nghệ thuật theo phụ nữ mới, thì thông tin trên đã khiến cho khán giả háo hức và đứng ngồi không yên. Trước đó trên trang cá nhân thì Thanh Hằng đã đăng tải khoảnh khắc mặc áo dài hồng rất là nổi bật với nhan sắc xinh đẹp. Đáng chú ý, người đẹp còn ẩn ý về ngày trọng đại, nội dung nằm ở chiếc bánh. Cụ thể thì trên mặt của chiếc bánh thì ghi một cái dòng chữ là The Best Day of My Life, tạm dịch tức là ngày đẹp nhất đời tôi. Với dòng chữ này cùng với outfit áo dài thì nhiều khán giả đặt nghi vấn Thanh Hằng bí mật tổ chức lễ ăn hỏi hoặc là lễ gặp gỡ gia đình hai bên. Theo đó, để tiếp cận được nữ siêu mẫu, bạn trai của cô đã phải trải qua quá trình dài tiếp cận với 6-7 lớp người. Và tất nhiên sự cất công này được đền đáp xứng đáng khi anh đã chinh phục được trái tim của nữ người mẫu. Bạn có mong chờ đám cưới diễn ra hay không? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình để Abyss được biết với nha. Bị hỏi chuyện hủy theo dõi Thùy Tiên, chủ tịch NaWatt nói thẳng một điều. Không chỉ bà Teresa, phó chủ tịch Miss Grand International cùng trang Instagram của cuộc thi bất ngờ hủy theo dõi Thùy Tiên, mà ông NaWatt, chủ tịch Miss Grand International cũng từng thực hiện hành động này. Từ đó công chúng đã bày tỏ sự bức xúc. Trong khi đó, Thùy Tiên vẫn trong trạng thái hỗ trợ hết mình cuộc thi mùa 2023 đang diễn ra ở Việt Nam. Ở diễn biến mới, vào tối ngày 6 tháng 10, ông NaWatt tiếp tục có buổi livestream giao lưu cùng người hâm mộ. Tại đây thì công chúng liên tục đặt những câu hỏi chất vấn xoay quanh việc hủy theo dõi Thùy Tiên. Trước sự việc này thì ông NaWatt đã thẳng thừng tuyên bố rằng hủy theo dõi lâu rồi, kể từ khi cô ấy gỡ bỏ danh hiệu, đừng quan tâm, chuyện của Tiên đừng hỏi được không, lười trả lời. Động thái này của vị chủ tịch đã khiến cho công chúng không khỏi hoang mang. Từ đó thì nhiều người tỏ ra khá quan ngại cho mối quan hệ của Thùy Tiên và tổ chức Miss Grand International, dù trước đó nàng hậu từng là con gái Úc, nhận được nhiều sự quan tâm, cưng chiều đến từ ông NaWatt và bà Teresa. Còn bạn thì bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy chia sẻ quan điểm, cảm nhận của mình để Ibis được biết với nha. Học trò bị chê trịch thượng vì liên quan Mai Ngô, Hương Giang nói gì? Càng đến gần đêm chung kết The Newman Tour thì mọi diễn biến của cuộc thi này lại càng nhận về nhiều quan tâm. Và mới đây thôi thì Hoa hậu chuyển giới Hương Giang bất ngờ chia sẻ bài viết về học trò Đỗ Thị Hương Giang sinh năm 1999 tại Hà Nội. Trước đó thì Hương Giang đã bị chỉ trích nhiều vì có một số khán giả cho rằng cô gái này quá trịch thượng, luôn kiêu căng, nghĩ mình giỏi hơn người khác. Đặc biệt là ngay ở tập 1, khi vào vòng nguy hiểm, Hương Giang còn lên tiếng thách đấu với Mai Ngô. Học trò của Hương Giang tự tin cho rằng cô là ứng viên sức mạnh ở The Newman Tour năm nay và xứng đáng gặp Mai Ngô ở đêm chung kết.
Theo đó thì chia sẻ việc học trò bị chỉ trích, Hoa hậu Hương Giang khéo léo bày tỏ rằng, nhìn hành trình em thay đổi bản thân từ một cô gái có ngoại hình kém nổi bật, nhạt nhòa, trở thành phiên bản như ngày hôm nay, chị thấy đâu đó hành trình của chính mình. Điều đó chứng tỏ em luôn vươn lên và không bao giờ chấp nhận để bản thân mình dậm chân tại chỗ, không bao giờ chấp nhận giới hạn người khác đặt ra cho mình. Và quan trọng em có tư duy để biết mình nên thay đổi cái gì về ngoại hình, phong cách để theo đuổi đam mê người mẫu của mình. Thường thì người có tham vọng và thể hiện tham vọng đó ra hừng hực ở bên ngoài thì sẽ dễ làm cho người khác đề phòng và cảm thấy khó chịu bởi cá tính quá mạnh mẽ của mình. Nhưng chị tin muốn nổi bật được thì em cần phải có cá tính trước đã. Đó là cái người khác không cho em được. Còn khi em có rồi thì điều tiết cá tính đó chỉ là câu chuyện của trải nghiệm và thời gian. Nhưng chị tin em làm được vì trong mắt của chị em biết điểm dừng. Em thể hiện quan điểm nhưng luôn có dạ thưa, có chừng mực sau khi dùng mọi lý lẽ bằng mọi giá quyết liệt bảo vệ quyền lợi và cơ hội của mình không thành. Em biết chấp nhận kết quả, em biết nói lời cảm ơn và biết rằng có thể mình đã chưa khéo ở một chỗ nào đó. Nếu mình tiếp tục thêm nữa, sẽ như thế nào? Đó là điều khiến chị tin thời gian sẽ tu luyện em thành một người mẫu đặc biệt. Với một cá tính như em, chị sẽ không nói đúng hay sai. Chị nói rằng đó là lựa chọn. Em muốn người khác nhìn thấy em ở khía cạnh nào? Quyết liệt thể hiện điều mình cho là đúng tới cùng hay khéo léo hơn trong thể hiện quan điểm để người khác vừa hiểu mình muốn nói gì, vừa không bị khó chịu. Đó là sự lựa chọn của em và chị luôn tôn trọng điều đó. Cuối cùng chị tin em có đủ tố chất để trở thành một người mẫu nổi bật trong ngành thời trang tương lai. Nếu em cũng tin, hãy quyết tâm chứng minh cho mọi người thấy điều đó ngoài khuôn khổ của một chương trình truyền hình thực tế. Bạn nghĩ sao trước những chia sẻ này của Supermental Hương Giang? Lâm Khánh Chi nói gì khi được khuyên đừng sửa nữa? Như Ibis đã thông tin trước đó, thời gian qua thì nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi đã sang Trung Quốc để can thiệp thẩm mỹ. Tuy nhiên thì với hình ảnh này thì ai nấy cũng đều phải ngán ngẩm khi mà cho rằng người đẹp đã quá lạm dụng, thậm chí là điều này còn làm hao tổn tiền bạc và sức khỏe. Ở diễn biến mới thì Lâm Khánh Chi đã có những động thái đầu tiên trên mạng xã hội sau phẫu thuật thẩm mỹ. Cụ thể là việc cô nàng đã chia sẻ hình ảnh mới nhất trên Facebook cá nhân và đính kèm với lại cái lời nhắn là đi đâu đi nữa thì về nhà vẫn là thoải mái nhất. Và thông qua hình ảnh này thì có thể thấy rằng nhan sắc của Lâm Khánh Chi đã thay đổi nhiều so với trước khi mà phẫu thuật thẩm mỹ. Bên cạnh những lời khen trầm trồ thì một bộ phận khán giả cũng bày tỏ hy vọng rằng là Lâm Khánh Chi đừng làm gì nữa. Cụ thể thì netizen đã bày tỏ đừng sửa nữa nha chị. Sau đó thì Lâm Khánh Chi đáp lời ok em. Không những thế thì rất nhiều netizen cũng mong người đẹp chuyển giới đừng phẫu thuật thẩm mỹ bởi như thế đã đẹp rồi. Còn bạn thì quan điểm của bạn như thế nào? Hãy chia sẻ để chúng mình cùng được biết với nhé. Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân cứu vãn phim mới thế nào? Từ đầu năm đến nay thì màn ảnh Hoa ngữ đã có không ít các tác phẩm cổ trang được lên sóng và nhận về nhiều đánh giá tích cực từ phía công chúng. Tuy nhiên dự án Bom Tấn được đầu tư lớn có tên gọi là Giữ Phượng Hành của cô vẫn chưa được lên sóng dù đã hoàn thành quá trình đóng máy. Thời gian qua, khán giả chỉ thấy Triệu Lệ Dĩnh tích cực tham gia các sự kiện giải trí game show. Bên cạnh đó thì còn có thông tin cô nhận dự án phim mới như một hướng đi khác trong thời gian chờ đợi Giữ Phượng Hành lên sóng. Điều này cũng tạo áp lực cho Triệu Lệ Dĩnh bởi đến nay, nàng tiểu hoa đáng 85 vẫn chưa có bộ phim nào được chiếu kể cả trên truyền hình lẫn trên các nền tảng trực tuyến. Để cứu vãn tình hình này thì đoàn làm phim đã liên tục tung ra bộ ảnh cặp đôi chính Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân với những khoảnh khắc bùng nổ chemistry để thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Những hình ảnh hậu trường, các poster mới có sự xuất hiện của Triệu Lệ Dĩnh hay Lâm Canh Tân cũng được tích cực đăng tải như là một lời xác nhận ngầm dự án vẫn còn hoạt động luôn. Lưu Diệc Phi đón tin vui hậu tái xuất màn ảnh. Thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi thời gian qua đã có màn tái xuất màn ảnh cực mạnh. Không chỉ dự án phim truyền hình dài tập sau 16 năm Mộng Hoa Lục mà cô nàng còn tạo được tiếng vang ở dự án hiện đại Đi Đến Nơi Có Gió. Mặc dù mới tái xuất màn ảnh nhỏ thế nhưng mà Lưu Diệc Phi đã bỏ xa riêng mình Triệu Lệ Dĩnh với dàn hoa 85. Theo đó mới đây thì thần tiên tỷ tỷ đứng đầu trong bảng bình chọn nữ diễn viên phim truyền hình xứ Trung do khán giả Nhật Bản đánh giá. Và chưa dừng lại ở đó thì cô nàng đứng top 2 sau Vương Tổ Hiền trong bảng xếp hạng nữ thần hoa ngữ trong lòng dân mạng Hàn Quốc nữa. Sau hai dự án truyền hình thành công, Lưu Diệc Phi tiếp tục đảm nhận vai nữ chính ở câu chuyện Hoa Hồng. Ở bộ phim này, cô hợp tác cùng dàn diễn viên chất lượng của showbiz như Hoắc Kiến Hoa, Đồng Đại Vi, Lâm Canh Tân, Bành Quán Anh. Phim được dự đoán sẽ bùng nổ không kém những dự án đã lên sóng của thần tiên tỷ tỷ đâu nha. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình giải trí Ibis ngày hôm nay. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi đã giúp cho quý vị có những phút giây thư giãn nhất. Và thời lượng của chương trình đến đây cũng xin được phép khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.